phẩm tùy hỷ công đức, ba môn phân biệt: một, nói rõ dụng ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụng ý, có ba ý. Một, trong bảy phẩm học hành lưu thông, sáu phẩm cuối thuyết minh về người năng hành chia làm bốn phần. Từ phần thứ ba trở xuống có hai phẩm thuyết minh về công đức của bạn tu hành và chính y hành nhiều ít bao nhiêu. Phẩm này thuyết minh về phúc của bạn tu hành cho nên mới có phẩm này. Hai, trong quả nhất thừa hai phẩm trên thuyết minh về quả đã mãn, còn ba phẩm dưới thuyết minh về quả chưa mãn chia làm hai. Phẩm này thuyết minh về phúc quả bạn tu hành tùy hỷ nhiều ít bao nhiêu. Hai phẩm sau thuyết minh về phúc quả chính y hành nhiều ít bao nhiêu, cho nên mới có phẩm này. Ba, luận nói rằng pháp lực có năm môn, trước đã thuyết minh ba môn, đây là môn thứ tư, nghe pháp ý như trong phẩm tùy hỷ công đức đã nói. Do nghe người khác nói rồi có thể sinh ra tùy hỷ, cho nên gọi là nghe pháp. Phẩm này thuyết minh về ý ấy, cho nên phải có phẩm này. Hai, giải thích tên phẩm. Tùy có nghĩa là thuận theo, hỷ có nghĩa là vui thích. Thân tâm thuận theo rất là vui thích, lấy đó làm nhân quả, nhân sinh quả, công đức. Phẩm này thuyết minh rộng về ý ấy, cho nên đặt tên phẩm như thế, có nghĩa là tùy theo các điều sở văn, sở tư, sở tu mà sinh tâm tùy hỷ. Luận theo kinh, cho nên lúc đầu chỉ nói về văn nghe pháp, mà giải đáp thắc mắc. Hỏi phẩm này chẳng những nói về tự mình sinh ra tùy hỷ, mà còn giáo dục khuyến khích người khác tùy hỷ. Vậy cớ sao chẳng đặt tên phẩm này là phẩm khuyến nhân? Đáp, đó là vì đặt tên theo cái gốc, nhân tự tùy hỷ rồi mới khuyên người khác. Ngoài ra, cả hai tự mình và khuyên người đều bao gồm trong tùy hỷ, cho nên hợp lại làm tên tùy hỷ. Kinh văn, bấy giờ Di Lặc tới thì được bao nhiêu phúc? Tán rằng, phẩm văn chia làm hai phần, phần đầu là Di Lặc thỉnh, phần sau là Thế Tôn đáp. Đây là phần đầu gồm hai mục trường hạng và kệ tụng. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo tới, ngươi hãy lắng nghe. Tán rằng dưới là Thế Tôn đáp chia làm ba phần. Một, phần đầu dùng hình thức so sánh để mà hỏi. Hai, phần hai Di Lặc đáp. Ba, phần cuối Phật bách bảo để thành tựu cho. Văn phần đầu lại chia làm ba mục. Một, mục đầu thuyết minh về người hay tùy hỷ. Hai, mục hai thuyết minh về cảnh được so sánh. Ba, mục ba là đoạn từ ý ngươi thế nào trở xuống, chính thức là ra câu hỏi. Văn mục đầu này có hai phần. Phần đầu thuyết minh về người đầu tiên tùy hỷ. Phần 2, chỉ người tùy hỷ sau khi đã so đọ. Văn phần đầu lại chia làm 3 mục. A. Mục đầu thuyết minh về lúc ban đầu. B. Mục 2 thuyết minh về chốn đi tới, vãng xứ. C. Mục cuối thuyết minh về việc lần lượt đi tới các ngõ ngách. Chữ mạch các sách Ngọc Thiên là chỉ đường ruộng theo hướng Đông Tây. Vậy mạch có nghĩa như đạo, tức là đường vậy. Kinh văn, nếu 400 vạn ức tới đủ 80 năm rồi, tán rằng dưới là cảnh được so sánh, trong có 4 phần. 1. Chủng loại số lượng chúng sinh. 2. Tác dụng các dụng cụ được bố thí. 3. Tuổi tác. 4. Đắc đạo. Đây là 3 phần đầu. Trong phần nói về chủng loại chúng sinh có 2 phần. Phần 1 tách riêng ra mà bảo thì có 5 môn. A. Lục thú, 6 nẻo chúng sinh. B. Tứ sinh, 4 loại chúng sinh sinh ra theo 4 cách khác nhau. C. Hình loại. D. Tư tưởng khác nhau, tưởng thù. E. Số lượng chân khác nhau, túc dị. Nghĩa của các môn này, như trường khác đã nói, vàng diêm phù đề. Diêm phù đề là tên loại cây ở Thiệm Bộ Châu. Ở dưới nước gần cây này, tại bờ Bắc Châu này có loại tử kim ánh sáng át cả ánh mặt trời mặt trăng. Cho nên lấy tên cây ấy mà đặt tên cho loại vàng đó. Phần 2, đoạn từ các loại chúng sinh như vậy trở xuống, kết luận. Kinh văn, mà nghĩ như vậy tới đủ 8 giải thoát, tán rằng đây là khiến cho đắc đạo, trong có 2 mục, 1 khởi niệm, 2 hóa đạo. Kinh văn, ý ngươi thế nào tới há phải là nhiều chăng, tán rằng đây là chính thức đặt câu hỏi. Kinh văn, Di Lặc bạch Phật tới quả A-la-hán, tán rằng đây là Di Lặc đáp. Thế quả đã nhiều, huống hồ lại còn khiến đắc thánh quả. Kinh văn, Phật bảo Di Lặc tới, điều chẳng thể biết. Tán rằng, dưới là Phật dạy về thành tựu có hai phần.
một, đầu tiên thành tựu của người thứ 50, hai, sau đó thành tựu của người thứ nhất. Đây là phần đầu. Một niệm tùy hỷ khiến sẽ chứng được bồ đề, số chúng sinh được giáo hóa sẽ gấp bội số trên, cho nên sẽ được nhiều phúc khiến đắc quả A La Hán, thì chẳng thể thành Phật để tế độ rộng rãi cho chúng sinh, cho nên phúc sẽ kém. Cũng như so sánh tướng phạm âm của Phật với tướng âm thanh của phạm phu, kinh văn A Dật Đa tới chẳng thể so sánh được. Tán dòng dưới là thành thứ nhất, văn chia làm 5 phần. Phần đầu thuyết minh chung về người đầu tiên tùy hỷ công đức hơn người thứ 50 nếu ở phần trước không gì sánh nổi. Phần thứ hai, quả tùy hỷ của người đi nghe pháp. Phần thứ ba, quả tùy hỷ của người khuyên người khác nghe hoặc chia chỗ cho người khác ngồi nghe pháp. Phần thứ tư, quả tùy hỷ của người vâng lời đi nghe pháp. Phần thứ năm, nêu cái kém để thành tựu cái hơn. Đây là phần đầu. Kinh văn lại nữa A Dật Đa tới chốn nơi ngồi tán rằng, đây là phần 2 và phần 3, quả tùy hỷ nghe pháp và quả tùy hỷ khuyên người khác nghe pháp cũng được lục thông tỏa kim cương. Đây là căn cứ vào thế quả, chẳng phải là xuất thế quả. Nếu có bệnh thì được phép nằm nghe. Đây là căn cứ vào lúc chẳng có bệnh. Chỗ rộng thì chỉ khuyên nên ngồi mà nghe, chỗ hẹp thì khuyên chia chỗ mà ngồi nghe. Kinh văn A Dật Đa tới cũng sinh một chỗ, tán giảng dưới là phần thứ tư, quả tùy hỷ thụ giáo đi nghe pháp có ba mục. Mục đầu nói rõ được thiện hữu tốt, mục hai thuyết minh về phúc tuệ trang nghiêm, mục cuối thấy Phật nghe pháp. Đây là mục đầu, được bạn hiểu pháp làm thiện hữu. Kinh văn lại căn trí tuệ tới không có những điều đáng ghét, tán giảng dưới là phúc tuệ trang nghiêm. Đó là lợi căn trí tuệ vậy, các thứ khác đều bao gồm trong phúc. Trong phúc có 5 thứ, 1. Thanh tướng, tướng giọng nói, 2. Khẩu tướng, tướng miệng, 3. Tị tướng, tướng mũi, 4. Diện tướng, tướng mặt, 5. Chúng tướng, các tướng mạo. Đoạn từ trăm ngàn vạn đời trở xuống là nói về các quả khác. Khẩu tướng có 5 thứ, 1. Khí, hơi thở, 2. Thiệt, lưỡi, 3. Lợi vào miệng, vân vân không có bệnh, 4. Răng không có 6 khuyết tật xấu, 5. Môi không có 10 tướng xấu, chẳng vẩu, chẳng ngắn. Chữ khiên ở đây có nghĩa là khểnh, vẩu, chảy răng. Chữ xúc ở đây là ngắn, bốn chữ này nghĩa là rút ngắn. Chẳng thô tháp có nghĩa là nhỏ mịn, chẳng lở loét miệng. Chữ đọc là trần, chỉ mụn nhọt ở môi. Có bản chép là môi khít, chẳng có mụn nhọt. Chẳng méo có nghĩa là miệng chẳng méo. Chữ đọc là quả, thường đọc là oa, méo miệng. Kinh văn mũi chẳng dẹt, tẹt dí, tới tướng chẳng đáng ưa. Tán rằng đây là tướng mũi và tướng mặt, biển thê, vốn có nghĩa là mỏng bẹt. Ở đây chỉ mũi tẹt dí. Chữ đọc là biển, vốn nên viết là. Chữ đọc là thê, vốn nên viết là. Khúc lệ có nghĩa là gãy gập. Hai chữ đọc là oa khúc. Oa có nghĩa là lõm xuống. Chữ khúc có nghĩa là cong vậy, nghĩa như chữ uổng. Chữ tế nghĩa như tiểu, nghĩa là nhỏ. Kinh văn môi lưỡi răng lợi tới tướng người đầy đủ, tán rằng đây là các tướng khác có 6. Kinh văn đời đời sinh ra tới tin tưởng tiếp thụ sự dạy bảo của Phật, tán rằng đây là thấy Phật nghe pháp. Kinh văn A Dật Đa tới tu hành đúng như lời Phật thuyết, tán rằng đây là phần thứ 5, nêu cái kém để thành tựu cái hơn. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới chẳng thể làm thí dụ, tán rằng đây là 18 tụng chia làm 2 phần, 8 tụng đầu bằng tùy hỷ, 10 tụng sau chính tùy hỷ. Đây là phần đầu. Có 3 mục, 2 tụng đầu nêu lên việc tùy hỷ, 5 tụng sau so sánh, 1 tụng cuối kết luận thành tựu. Kinh văn nghe lần hồi như vậy tới thường từ miệng đó ra, tán rằng dưới là 10 tụng, tụng về chính tùy hỷ có 5 phần, đây có 2 phần. Một tụng thuyết minh chung về người đầu tiên tùy hỷ, 5 tụng tụng về người tùy hỷ vâng lời đi nghe pháp. Kinh văn nếu cố tới tăng phường tới phúc ấy chẳng thể lường, tán rằng đây có 3 phần, 2 tụng đầu tùy hỷ nghe pháp, 1 tụng sau tùy hỷ chia chỗ khuyên người khác nghe, một tụng cuối nêu cái kém để thành tựu cái hơn. Phẩm pháp sư công đức ba môn phân biệt:
1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý. Có 3 ý. 1. Trong 6 phẩm nói về người có khả năng tu hành trước đây, đã nói về phúc của người gián tiếp có khả năng tu hành, chưa nói về phúc của pháp sư trực tiếp có khả năng tu hành. Nay chính thức thuyết minh về điều này cho nên mới có phẩm này. 2. Hai phẩm dưới nói rõ chính y hành, phúc quả nhiều ít bao nhiêu, trong đó phẩm đầu thuyết minh chung về đắc quả nhiều ít bao nhiêu, phẩm sau dẫn đã chứng thành đắc quả, cho nên mới có phẩm này. 3. Luận giải rằng pháp lực có 5 loại, loại thứ 5 là đọc tụng chỉ thuyết, phẩm thử tinh tiến đã thể hiện rõ. Trong phẩm này, Phật bảo với thường tinh tiến về công đức của trì thuyết vân vân, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Y theo pháp mà tu hành có thể làm mẫu mực, cho nên gọi là pháp sư. Chỉ nói về người năng hành chứ chẳng phải là nói về pháp sở hành. Phẩm này nói rõ công đức của pháp sư, cho nên gọi là phẩm pháp sư công đức. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi vì sao trong phẩm pháp sư trước đây thì Phật bảo Dược Vương, trong các phẩm Bảo Tháp Thiên Thụ thì Phật bảo các Bồ Tát và bốn chúng trời người, trong phẩm An Lạc Hạnh thì Phật chỉ bảo một mình Ngài Văn Thù, trong các phẩm Như Lai Thọ Lượng phân biệt công đức, tùy hỷ công đức thì Phật chỉ bảo riêng một mình Ngài Di Lặc. Thế mà phẩm pháp sư công đức này thì Phật lại bảo thường tinh tiến mà chẳng bảo các vị khác. Đáp: phẩm pháp sư thuyết minh về hai loại thầy nhân và pháp. Dược Vương trước kia chẳng tiếc thân mệnh để hoằng dương kinh pháp, lấy pháp làm thầy, lấy thân làm pháp sư. Bởi vậy Phật mới bảo riêng Dược Vương. Phẩm Bảo Tháp nói về pháp chứng, phẩm Thiên Thụ nói về nhân chứng, cốt để khuyến khích mọi người, cho nên Phật đã bảo chung. Phẩm An Lạc Hạnh thuyết minh về ba nghiệp thiện hành để tránh sự hủy hoại thương tổn. Ngài Văn Thù thường khuyên chúng sinh tu hành, thường làm bậc thiện hữu của chúng sinh. Bản thân Ngài cũng tự mình đi đầu trong việc tu hành, cho nên Phật chỉ bảo riêng Ngài Văn Thù. Phẩm Thọ Lượng thuyết minh về ba Phật Bồ Đề, phẩm phân biệt công đức, thuyết minh về thứ bậc chứng đạo, phẩm tùy hỷ công đức, so sánh khuyến khích mọi người mong cầu Phật quả, nếu tự mình chẳng phải là bậc địa vị ngang với chính giác, trí tuệ cỡ bậc đại thánh, thì làm cách nào mà biết được sự huyền vi của chân hóa, xét tỏ được sự viên chứng của đạo đức. Cho nên ba phẩm này Phật chỉ bảo riêng cho Ngài Di Lặc. Phẩm này cũng có thể bảo chung cho cả Ngài Di Lặc, nhưng vì Ngài thường tinh tiến về danh và hạnh, cả hai đều phù hợp, cho nên Phật mới bảo riêng thường tinh tiến. Tu hành diệu hạnh của ngũ sư thu được thắng đức 6.000. Nếu tự mình chẳng thật tu hành thành đạt từ kiếp trước thì chẳng chứng được, và nếu chẳng thường xuyên tinh tiến thì cũng chẳng chứng được, há phải là do lười nhác chơi bời mà có thể thành tựu được. Cho nên Phật chỉ bảo riêng Ngài thường tinh tiến vậy. Kinh văn: bấy giờ Phật bảo tới nếu sao chép tán rằng văn toàn phẩm chia làm 3 phần. 1. Phần đầu bảo rõ các loại tu hành pháp sư khác nhau. 2. Phần 2 nói rõ công đức sẽ đạt được nhiều ít là bao nhiêu. 3. Phần cuối nói rõ quả dụng thủ thắng của 6 căn, đây là phần đầu. Căn cứ vào thực tế thì pháp sư tổng cộng có 10 loại, đây chỉ nói sơ qua về 5 loại. 1. Trì, 2. Đọc, 4. Thuyết, 5. Viết kinh, 3. Tụng. Để lệ chứng 5 loại khác là cúng dường, thí tha, bố thí cho người khác, thính văn, nghe kinh, tư duy, tu tập cũng đều là pháp sư. 3 loại đầu dễ nên chẳng bàn, 2 loại cuối khó mà chẳng thuyết. Nêu 5 loại giữa để làm lệ chứng về khó dễ. Kinh văn: người ấy sẽ được tới đều kiến thanh tịnh. Tán rằng đây là nói về công đức đạt được nhiều ít bao nhiêu. Đầu tiên là phân tích, sau đó là kết luận. Xưa có 2 cách giải thích, nay có 4 cách. 1. 2 cách giải thích theo xưa. 1. Cách thứ nhất, thập thiện là gốc. Mỗi thiện đều có sự trợ giúp của 9 thiện khác thành tựu cho. Mỗi thiện đều thành tựu 10 hạnh. Mỗi hạnh đều có 4 môn: tự tác, tự làm, giáo tha, dạy bảo người khác, tán thán thắng pháp, tán hành thập thiện. Gộp cả lại thì thành 400. 4 thứ này, mỗi thứ đều có 3 bậc tu là thượng trung hạ, nên nhân lên thành 1.200. Bà càn nhĩ tai thiệt lưỡi ý, thính văn, nghe kinh
Đàm thuyết kinh pháp, tâm đắc pháp nghĩa, sức tu hành thắng trội đầy đủ ba bậc đều 1.200. Còn ba căn khác kém cỏi đều không có bậc thượng, cho nên mỗi căn chỉ có 800. Nếu y vào thập thiện lấy đó làm đầu thì tu thành đức này. Công đức 6 căn phải là như vậy, các kinh khác cũng thế, đâu phải chỉ riêng kinh này. 2. Cách thứ 2, 6 căn mỗi căn đều có 100 phúc, mỗi phúc đều được trang nghiêm bằng 10 thiện, nhân lên thì thành 1.000. 6 căn nhân với số này thì tổng cộng thành 6.000. 3 căn trội hơn thì mỗi căn được tăng thêm 200, 3 căn kém hơn thì mỗi căn giảm bớt 200. Cách giải thích xưa dẫn kinh Chính Pháp Hoa và Trang Nghiêm Luận thì 6 phẩm, mỗi phẩm 1.000, vậy ba căn nhĩ tỷ thân đều cho thêm 200, số ấy là sao? Thêm nữa 100 phúc là quả đã cảm ứng được cấp 10 lần của nhân là thập thiện. Nay vì nhân trợ chưa thấy do đâu cho nên ở đây giải thích lại cho đúng. Trong bản luận chỉ có 3 căn, mỗi căn đều 1.200, còn căn khác mỗi căn chỉ có 800. Không được đem Trang Nghiêm Luận đánh đồng với kinh này, hơn nữa lại chưa đối chiếu văn bản của hai sách đó. 2. Bốn cách giải thích theo nay. 1. Cách thứ nhất, trong kinh này tu 10 pháp hành: 1. Thư tả, sao chép kinh văn; 2. Cúng dường; 3. Thí tha, bố thí cho người khác; 4. Thính văn, nghe giảng kinh này; 5. Phi đọc, giờ đọc kinh này; 6. Thụ trì; 7. Khai diễn; 8. Phúng tụng; 9. Tư duy; 10. Tu tập. Ở trong 10 thứ này, mỗi mỗi giúp nhau chuyển thành 100 hành, trăm hành mỗi hành có 4 thứ: A. Tự tác, B. Giáo tha, C. Tán kệ, tức tán thán bằng pháp thắng, D. Khánh úy, tức tán thán hành thập thiện. Tổng cộng nhân lên thì thành 400 thứ, mỗi thứ đều có 3 bậc tu tập, thành ra 1.200. Ba căn trội, mỗi căn đều 1.200, ba căn kém, không có thượng phẩm, cho nên mỗi căn chỉ có 800. 2. Cách thứ 2, nhân trong 10 pháp hành ở kinh này, mỗi mỗi đều dùng 10 thiện để giúp cho, như vậy 10 lần 10 đầy đủ thành 100, nhân với 4 thứ, tự tác, giáo tha, tán lệ, khánh úy, thì thành 400, nhân với 3 bậc tu tập thì thành 1.200. Ba căn trội kém tăng giảm như trên, kinh này thắng diệu, riêng thành đức này. Các kinh khác chẳng thế, cho nên không có đức này. Văn này lược đi, cho nên chỉ thuyết về 5 loại pháp sư, nhưng thực ra là có 10 loại, loại nào cũng đứng đầu. Còn các hành khác giúp đỡ tác thành đều được đức đó. Thêm nữa, theo kinh này thì 6 căn đều chỉ nói về 5 loại pháp sư, chứ chẳng phải là 10 loại. 3. Cách thứ 3, 5 loại pháp sư này mỗi loại kiêm tu 10 thiện thì thành 50, tự tác, giáo tha, tán kệ, khánh úy là 4 môn, nhân với 50 thì thành 200. Mỗi một căn môn tuy đều 200, ba căn nhãn, mắt, tỷ, mũi, thân vì kém cỏi cho nên đều có ba căn nhĩ thiện ý giúp đỡ cho, bởi cùng loại kém như nhau thì chẳng giúp được nhau. Căn cơ cộp với căn gốc thì thành 800. Nhĩ thiện ý thắng trội cho nên có thể dẫn được tam trợ, tức nhĩ thiện ý thành ra 1.200. 4. Cách thứ 4, chưa thấy văn thuyết chẳng thể đoán mò, kinh nói rằng dùng công đức này mà trang nghiêm cho 6 căn khiến đều thanh tịnh, luận rằng các người phàm phu nhờ lực của kinh này mà được cái dụng thù thắng của căn, tuy chưa nhập vị sơ địa, giống như trong kinh đã nói mới chỉ dùng mắt thịt cho cha mẹ sinh ra mà đã thấy được tam thiên đại thiên thế giới, vân vân. Về điều này có người giải thích đó là do ở tại thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chứ chẳng phải là ở tại thập tín vì lực còn yếu. Này giải thích rằng chỉ tại tứ thiện căn vì dùng mắt thịt mà thấy được đại thiên, giải thoát phần vị chưa thể như thế. Vì giải thoát phần vị chỉ thấy được một châu trong cõi của một hóa Phật, còn quyết trạch phần vị mới thấy được đại thiên trong cõi của một hóa Phật. Tức như kinh nói rằng tam thiên đại thiên là cõi của một hóa Phật, cho nên biết rằng quyết trạch phần mới thấy được đại thiên thế giới. Chẳng thế thì cõi của một hóa Phật là nói về cõi của ai thấy.